Кого да? Тупой дебил, блядь. Пацаны, есть у кого? Чё есть? Чё? Điều kiêng kỵ tuyệt đối không nên làm nếu không bạn sẽ chuốc họa vào thân và hối hận không kịp. 1. Không nên nuôi voi châu Phi hay voi ma mút trong nhà. 2. Không nên đỗ xe máy hay ô tô trên cây hoặc trên nóc nhà. 3. Không nên nuôi cá mập ngoài sân vườn. 4. Không nên đem khỉ đột hoặc tinh tinh vào trong phòng. Hãy follow mình để biết thêm nhiều điều bổ ích. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.